mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa, chọn những nụ cười. Thưa à, xin được kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Mỗi Ngày Một Niềm Vui. Thưa quý vị, dù không ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, nhưng bệnh rụng tóc, hói đầu gây rất mất thẩm mỹ, khiến cho những ai mắc phải vô cùng tự ti, ngại giao tiếp với mọi người. Rụng tóc, hói đầu ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng cuộc sống. Có rất nhiều phương pháp điều trị bệnh rụng tóc như là theo Đông y, Tây y hoặc là các biện pháp dân gian từ xa xưa. Tuy nhiên, lựa chọn phương pháp nào và cần thời gian điều trị bao lâu là thắc mắc của rất nhiều người. Chính vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi về chủ đề điều trị bệnh rụng tóc, hói đầu cần thời gian bao lâu để đạt hiệu quả. Ngay bây giờ, hãy cùng gặp gỡ với chuyên gia của chương trình để đi tìm câu trả lời. Xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ cao cấp Phạm Hoàng Khâm, nguyên chủ nhiệm khoa da liễu Bệnh viện Quân y 103. Rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bác sĩ Thu Hà, xin chào các quý vị khán thính giả. Và trước khi bước vào cuộc trò chuyện thì xin được mời bác sĩ cùng với quý khán giả sẽ cùng đến với một phóng sự ngay sau đây. Hôm nay, chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ cô Nguyễn Thị Việt Nga, hiện đang trú tại Khương Trung, Hà Nội. Người phụ nữ gần 60 tuổi, chưa hết vất vả vì cuộc sống mưu sinh thì 5 năm trở lại đây, cô Nga lại càng mệt mỏi, mất ăn mất ngủ vì mái tóc đã rụng đi tới phần nửa của mình. Tình trạng rụng tóc của tôi xuất hiện cách đây 5-6 năm rồi. Lúc đầu thì tôi cứ nghĩ là rụng theo mùa, nhưng mà thực ra là không phải. Một ngày có thể tôi chải đầu hoặc nó quét nhà, tôi có thể vơ được từng nắm một, vội đầu rụng cũng nhiều. Cứ mỗi một lần gội, tôi vào nhà tắm hoặc trong nhà đều rất nhiều tóc như thế. Thức dậy từ 6 giờ sáng để dọn hàng, tới 9 rưỡi, 10 giờ tối mới được nghỉ ngơi, cùng với tuổi tác đã bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, khiến cho sức khỏe tóc của cô cũng yếu đi. Giờ đây, khi mái tóc đã mỏng đi nhiều, cô Nga nhìn lại mới thấy hoang mang và lo lắng. Do thời gian tiền mãn kinh, nội tiết thay đổi, cho nên là tóc rụng rất nhiều. Tôi đã mua cả những sản phẩm về xịt tóc, thế nhưng mà cái mức độ để giữ cho tóc không rụng thì là rất là ít. Thế rụng nhiều quá, tôi đã phải mua cả linh chi, mua cả tam thất, về tôi sắc hàng ngày tôi uống, thế nhưng mà cũng không thấy ăn thua gì cả. Xong là tôi lại còn sử dụng vỏ bưởi phơi khô, hương nhu và các cái lá sông đấy, tôi về tôi đun về tôi gội, chỉ đỡ rụng thôi chứ còn cũng không mọc lên. Cô Nga đã thử rất nhiều cách trong thời gian dài, nhưng chỉ thấy tóc rụng nhiều hơn. Điều đó khiến cô Nga vô cùng băn khoăn, không biết điều trị rụng tóc cần thời gian bao nhiêu lâu để đạt hiệu quả và liệu cô có đang điều trị đúng cách hay không. Thưa bác sĩ, cô Nga trong phóng sự vừa rồi thì có hiện tượng rụng tóc đã 5 đến 6 năm và rụng từng nắm một. Nhân vật thì cũng cho biết rằng là nguyên nhân rụng tóc của mình là do ở trong giai đoạn tiền mãn kinh. Vậy thì xin bác sĩ hãy cho biết điều đó có đúng hay không? Và ngoài ra thì còn có nguyên nhân nào khác dẫn tới tình trạng rụng tóc hói đầu không ạ? Trường hợp của cô Nga ấy là rụng thành từng nắm tóc một, cho nên là cô là rụng tóc bệnh lý. Bởi vì nếu mà rụng tóc sinh lý thì người ta chỉ rụng từ 50 đến 100 sợi mỗi ngày thôi. Thế còn rụng hơn 100 sợi mỗi ngày thì là rụng tóc bệnh lý. Khi mà cô ở cái độ tuổi là tiền mãn kinh ấy, nội tiết tố estrogen của cô là nó giảm xuống, hormone dihydrotestosterone DHT lại được sản xuất tăng lên, nó làm tăng tiết chất bã và từ đấy là nó hạn chế cái nuôi dưỡng ở nang của sợi tóc. Còn có những cái nguyên nhân khác có thể gây nên rụng tóc, chẳng hạn như là yếu tố di truyền, 85% thì gặp ở nam, thế còn đối với ở nữ ấy thì chỉ gặp 15% thôi. Thế thì ngoài cái nguyên nhân di truyền thì còn có do các cái bệnh toàn bộ cơ thể, chẳng hạn như là bệnh tự miễn, có thể là tác dụng phụ của một số thuốc điều trị. Còn những nguyên nhân khác, chẳng hạn như là stress, thế rồi là ô nhiễm môi trường, thế rồi là lạm dụng các cái hóa chất trong nhuộm, uốn ép tạo kiểu tóc. Vâng, theo như Thu Hà thấy thì những người bị rụng tóc hói đầu thường có tâm lý rất là hoang mang, hoảng sợ và muốn tìm mọi cách để có thể khắc phục tình trạng này trong khoảng thời gian sớm nhất. Vậy thì để điều trị bệnh rụng tóc hói đầu sẽ mất bao lâu để tóc có thể mọc lại thưa bác sĩ? Để điều trị bệnh rụng tóc hói đầu ấy, thì người ta phải tính bằng tháng, thậm chí là hàng năm. Có nhiều cái phương pháp có thể là hỗ trợ cái việc mà điều trị bệnh rụng tóc hói đầu. Các cái phương pháp mà sử dụng các thuốc Tây y chẳng hạn, thế nhưng có rất nhiều tác dụng phụ và thời gian điều trị cũng vẫn phải dài. Tiếp theo là có một cái phương pháp người ta gọi là phương cấy tóc thì cũng có cái kết quả tương đối tốt. Tuy nhiên ấy là chi phí cũng tương đối là cao. Cái phương pháp nữa là một số người cũng có tiếp cận, đấy là những cái tinh dầu
hoặc là các cái thuốc để bôi ở bên ngoài thì chỉ có tác dụng làm mượt tóc thôi, chứ không có tác dụng mà làm cho tóc giảm rụng đi được. Thế cho nên là cái xu hướng gần đây thì người ta có ứng dụng từ thảo dược cũng rất là tốt, cũng phù hợp với lại cơ địa của người Việt. Vừa rồi thì Thu Hà thấy rằng là bác sĩ có nhắc đến phương pháp điều trị bằng thảo dược rất là an toàn và lành tính. Tuy nhiên thì chúng ta cùng quay trở lại với nhân vật ở trong phóng sự phần đầu chương trình, đó chính là cô Nga có sử dụng một số các loại thảo dược như là hương nhu, vỏ bưởi, sắc lên để gội nhưng mà tình trạng thì vẫn không cải thiện. Vậy liệu có phải là nhân vật của chúng ta đang sử dụng thảo dược sai cách không thưa bác sĩ? Trường cô Nga có sử dụng là hương nhu, vỏ bưởi và sắc lên, sau đó thì dùng tại chỗ sẽ làm mượt hơn, mềm hơn. Còn cái tác dụng mà để cho cái mỏng tóc ấy thì không được. Thế và gần đây thì các nhà khoa học phát triển được các thảo dược quý, cụ thể là có chứa kẽm và cái L-arginine, nó làm ổn định cái lượng DHT tự nhiên, giảm đi cái lượng dầu tiết ra và cái nang tóc được nuôi dưỡng tốt hơn. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra là cái chất Flactip là chiết ra từ cái mầm gạo của Nhật Bản, cái tác dụng mà tăng mọc tóc tăng lên 60% cái tốc độ mọc tóc và tương đương với cái thuốc Tây y bôi là minoxidil. Các cái thảo dược tốt nữa chẳng hạn như là vitamin B5, biotin, thế rồi hà thủ ô đỏ, cao dô tằm, nó làm cho sợi tóc mọc lên được chắc khỏe. Ngoài việc sử dụng thảo dược ra thì còn chú ý các cái chế độ là giảm stress, rồi ăn uống, ngủ nghỉ cho nó điều độ. Maghe với thành phần polyactive từ mầm gạo Nhật Bản và các thảo dược tự nhiên hỗ trợ giúp tóc mọc nhanh, chắc, khỏe, giúp giảm nguy cơ rụng tóc cho cả nam và nữ. Maghe cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Gọi 1800 1506 để đăng ký tham gia chương trình. Maghe với sự kết hợp giữa polyactive, kẽm, L-arginine, cao dâu tằm, bột mộc nhĩ, biotin cho hiệu quả tốt, hỗ trợ tóc mọc nhanh, chắc, khỏe, an toàn khi sử dụng lâu dài. Xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức chi tiết của bác sĩ. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại để xem nhân vật trong phóng sự ở phần đầu của chương trình đã cải thiện như thế nào sau khi nghe sự tư vấn từ bác sĩ. Sau một thời gian kiên trì sử dụng thảo dược thiên nhiên, tình trạng rụng tóc của cô Nga đã được cải thiện đáng kể. Giờ đây, cô vui vẻ và rạng rỡ hơn hẳn. Sau khi hướng dẫn của chuyên gia, tóc cô cải thiện nhiều rồi. Bây giờ nó mọc ra nhiều, không còn thưa như đợt trước nữa. Và tóc tôi bây giờ đã dày hơn và bồng bềnh hơn. Bây giờ là rất tự tin bởi vì là có thể tôi tạo được các kiểu khác nhau rồi. Và chúng tôi hy vọng rằng là với những thông tin mà chương trình mang đến sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về phương pháp và thời gian điều trị rụng tóc, hói đầu hiệu quả. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.